Giả dụ bây giờ này, một đỏ này, hai đỏ này, ba đỏ này, một đen này, một đỏ, hai đỏ này, tỷ lệ vào đỏ lần sau nghĩa là cầu 313 sẽ là khá cao. Đấy. Tâm lý ngược trong game bài đổi thưởng là như thế nào và nó mang lại hiệu suất ra làm sao, thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ tất tần tật những cái cách mà anh em có thể là nhìn biết ra tâm lý ngược, mà nghĩa là anh em chơi vẫn chơi hàng ngày đó, nhưng mà anh em không nhận ra nó áp dụng giống kiểu anh em đi tán gái anh thế thôi. Giả dụ bây giờ mình gặp một con nào mà mình tán nó cái gì mình cũng nghe theo nó gọi ba lần thì anh em thưa cả ba, anh em giúp cả ba đấy, thì đấy gọi tâm lý thuận. Cái tâm lý thuận này thực sự là nghĩa là trong cuộc sống người ta không đặt ưu tiên quá cao, dù rằng bạn làm theo ý họ muốn nhưng mà nghĩa là nó không mang lại cảm xúc. Đấy, nghĩa là tâm lý ngược là những cái gì mà người đối diện hay là những cái việc đối diện mình làm đó, mình làm ngược lại hoàn toàn thì nó sẽ đem lại cảm xúc, một sẽ là tiêu cực còn hai sẽ là tích cực đó. Thế nên là để mà nói tâm lý ngược để áp dụng con game bài đổi thưởng như nào thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để làm sao áp dụng cái tâm lý ngược này vào cái trò poker, và đặc biệt chuẩn hơn đó là con game bài đổi thưởng cao win. Và anh em nếu thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game anh em nhé. Rồi ok, nếu để mà nói khi mà chơi cái con game bài hay là đi tán gái cũng thế thôi, khi mà anh em đi tán gái thì anh em cũng phải tìm hiểu profile nó, có thể là theo theo dõi cuộc sống hàng ngày của nó giao tiếp với ai, nó thích đi bar hay là nó thích đi đọc sách đó, thì anh em không thể làm bảo là bây giờ cái trường hợp mà bây giờ là cũng là đi đi bar nhưng mà rủ nó đi đọc sách đó gọi là tâm lý ngược. Nhưng mà cái tâm lý ngược này nó hơi ngu, tôi nói thẳng là tâm lý ngược này nó hơi ngu. Nếu mà giả dụ nếu mà là tôi tâm lý ngược đúng không, dẫn con này nó đi bar nhưng hôm nay cũng là dẫn đi bar nhưng mà mình sẽ làm một cái khác làm cho nó bất ngờ đấy, thì trong cái con poker trên dưới này thì mình cũng phải làm cách nào để mà chiến thắng, mà bên poker trên dưới họ biết nhưng mà họ không thể làm được gì đó. Tất nhiên là anh em nên nhớ nhá, mọi cách của tôi chỉ ra nó tương đối khoảng tầm là 80%, không áp dụng cho 100% tỷ lệ thắng anh em nhé. Thế là anh em lên cân nhắc trước khi là áp dụng vào trong game anh em ơi. Rồi bây giờ thì mình cũng phải test cả lại cầu đã. Hiện tại bây giờ tôi đang nhìn thấy là tôi đang nuôi cho nó về bên đỏ trước đã. Đó, sau khi bên về bên đỏ một thời gian là bắt đầu là tôi sẽ đảo ngược sang bên đen. Ok không ạ? Rồi ok. Thì bây giờ vấn đề là bây giờ là mình thêm phát nữa này. Đấy, tự nhiên 1.000 lật lên 14.000 cũng cũng là cái gì nó ghê gớm đấy. Phát này ra bích đi. Nó ra bích thì chắc ít nhiều lắm. Rồi ok, thêm một lần nữa đi. Rồi, vẫn là bên đỏ này, thêm một lần nữa. Ôi giời, lần này nó ra lại ra bên đen như này. Quả đấy ra bên đỏ thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Lên tiếp nào. Rồi hai lần bên đỏ, thêm một lần nữa đi. Lên. Rồi ok, sau khi mình đã test như thế này rồi, cái tâm lý thì họ đang nó đang ra ở bên đỏ, thì bây giờ mình chơi ngược lại tâm lý ngược, mình quay lại sang ở bên đen này. Đây, đây mới là hiệu quả. Những cái lúc như này anh em tăng vốn này, hợp lý này, chứ đừng lên vào vội vàng tăng vốn làm gì cả. Tiếp tục nào. Bây giờ lần này thì mình sẽ tăng vốn lên này. 2M này, lên này. Đó. Chơi hiểu biết rồi thì anh em cố thêm một lần nữa đó, một lần không ra chắc chắn lần sau nên ra đó, đó cái tâm lý khi mà anh em. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất này, rất nhiều anh em gặp cái tình trạng này y hệt như tôi, nghĩa là bây giờ như này, bạn vào bạn bạn test dãy cầu ok rồi, bạn vào lần đầu tiên nó bị gãy như cái anh em xem clip vậy, xong lần thứ hai nó bị được đúng không anh em. Thì bây giờ trường hợp này, bây giờ 3,8 triệu này cộng cộng với 1 triệu này thì mình đang bị âm mất hàng tầm 240.000 đúng không anh em, vì lúc đầu mình có 5M mà. Đấy, thế nên là tôi khuyên những cái lúc này để mà bảo toàn ok nhất thì là anh em lên nhận lại đã, lên nhận lại 3,8 triệu đã, và mình quay trở lại về cái máng gỗ. Máng gỗ là như nào, về test cầu lại đúng không anh em. Cái quan trọng nhất của anh em đó là cái chiến thắng, chứ không phải là anh em chơi ao 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 ao, ao. Đó, chơi ao 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 thì thực sự là có lúc lấy số thì anh em được và có những cái lúc lấy số mà anh em bị gãy đấy. Thế là anh em đừng có vội nhá, như tay này là mình có thể mình test được mấy dãy cầu nó tuyên về bên đỏ rồi này đó, thì thời điểm của mình đã xong rồi, chín mùi rồi, ok tôi cảm thấy ok, tôi quay ngược tâm lý ngược nó sang bên này đó, đó ok. Thế cách chỉ đơn giản lắm thực sự này, anh em hiểu biết được thì nó rất dễ anh em nhá. Nó lên 4.000 này, tay này bên đen này, trời ơi. Nào, tép 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 bên đỏ.
Rồi ok, lại lên lật lên 15.000 nữa này. Đó, thế nên là anh em hãy giữ vững cái tâm lý nha. Giả dụ mình test cầu luôn, mình test 1.000 luôn, mình lên 15.000 mình lật khoảng là 5 lá ra. Đó, nhưng mà anh em hãy nhớ là kể là anh em chơi nhiều vốn thì anh em cũng phải biết là cái tâm lý của anh em phải ok. Nó không được run. Nó phải tâm lý như lúc 1.000 này. Đó. Trường hợp như giả dụ bây giờ này, một đỏ này, hai đỏ này, ba đỏ này, một đen này, một đỏ hai đỏ này, tỷ lệ vào đỏ lần sau nghĩa là cầu 313 sẽ là khá cao. Đấy, anh em phải hiểu biết được những cái thủ thuật như này thì anh em mới dễ được chiến thắng anh em ạ. Rồi ok, lên 68.000 rồi. Thực sự 68.000 đối với anh em thế là rất nhiều, nhưng mà đối với tôi thì bình thường thôi. Đó, nhưng mà tay này thì tôi sẽ lật thêm phát nữa để xem cái tay này nó được về đâu nhá. Ôi giời ơi, tay này nó về bên đen thì đúng là kết thúc của dãy cầu 313, nó sang cái dãy cầu mới. Ai ngờ thành 314. Rồi ok, quay trở lại vấn đề chính hơi lăn man với anh em tí. Thì là bây giờ là mình đặt ra được từng này lá thì anh em có thể thấy là tỷ lệ nó ra bên đỏ quá là nhiều rồi. Đó, bây giờ mình chỉ việc tăng lên thôi này, tăng lên phát này 2M này. Đó, lên này, lên một phát này. Một lần không ra, ui đổ mẹ đen quá không. Cứ một ăn một thua này, thực sự nó là không không tốt anh em nhá. Và cái quan trọng nhất nhá, cái quan trọng nhất mà anh em hay bị lấn vào đó là không biết điểm dừng của anh em đâu. Giả dụ như trường hợp của tôi test 2 lần tôi không được nữa thì là tôi phải dừng thôi, đừng cố làm gì cả. Cố làm gì, trường hợp bây giờ nhá, tôi làm 2 lần rồi, cứ một thắng một thua 2 lần liên tiếp như vậy, cái tỷ lệ của gãy của tôi của hôm nay của tôi rất khác với như mọi hôm. Thế nên tôi bắt buộc tôi phải dừng lại, tôi không được lấn quá sâu anh em ạ. À, đó đó là cái yếu tố chủ chốt anh em, nghĩa là anh em giữ vững được cảm xúc của anh em đó, biết dừng đúng lúc anh em, nghĩa là thông minh đúng lúc anh em ạ. À, thế nên là tôi nói với anh em trường hợp rất nhiều anh em chơi rất giỏi nhưng mà anh em bị gãy là đâu, đó là những cái thời điểm như này. Thứ nhất cái thời điểm mà anh em gãy nhất đó là làm tròn tiền, phải không ạ? Anh em nào mà đã từng đang thắng mà cố làm tròn tiền lên khoảng tầm 418 đến 5M, mà từ lúc 418 này không lên được 5M, nó tụt xuống hết cháy tài khoản luôn. Anh em nào xác nhận như thế thì hãy để lại bên dưới một bình luận hoặc một like giúp mình được không ạ? Tại sao mình biết những cái vấn đề đó? Tại vì mình đã từng bị gãy như thế rồi. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề hơn thua. Đó, cái vấn đề hơn thua. À, lúc đấy mình có thắng rồi này, xong bắt đầu mình một thua này. Ôi, tùng đến lúc đấy nó cay. Cay nghĩa là mình muốn thắng tầm 2 lần đi. Hiện tại bây giờ như anh em xong xem lại cái clip là mình đang thắng, một thắng một thua, phải không ạ? Đúng không? Thì bây giờ cái tâm lý lúc đấy nghĩa là mình chơi mình sẽ bị cuốn này. Ôi dồi, toàn cứ một thắng một thua, cứ cố thắng thêm một lần nữa xong bắt đầu nghỉ. Nhưng chính với những cái lúc như thế mà anh em đi xuống dốc tụt phanh. Đó, thế nên là mình nói với anh em là khi anh em chơi cái chuyện thế phải biết cái điểm dừng của anh em đâu. Đó, hôm nay không may mắn với ta, thiên nhiên không ưu đãi kẻ khù khờ như ta thì mình phải biết dừng lại đúng lúc anh em ạ. Để lúc khác tâm lý mình vào ok, chứ không phải anh em ra phát được tầm 5-10 phút sau ta bắn bi thuốc lá, bắn hơi thuốc, tâm lý ta sướng người ta phê, bắt đầu tao vào tao lật xong bắt đầu tự nhiên tao cháy tài khoản, bắt đầu tao quay lại tôi bình luận, tao chửi cái thằng Hưng này. Mẹ, tâm lý ta đã thoải mái tại sao chơi vẫn thua. Các anh em đang làm như thế là các anh em đang ép tự anh em muốn thắng như anh em ạ. Ví dụ trường hợp anh em không nghĩ tới xong bắt đầu ngày mai ngày kia đó, nó 1-2 ngày nữa anh em vào đang vui vào lật tí kiếm mấy đồng ok được thì chấp nhận, chứ được không phải anh em ra bắn vài bi thuốc léo hay là bi thuốc lé xong rồi anh em đi chơi với gái, anh em về lật xong trong ngày hôm đấy chỉ tầm 10-15 phút hoặc 1 tiếng anh em lại vào chơi lại, thì lúc đấy cái cảm giác của anh em đang là hơn thua chứ không phải là cái cảm giác mà anh em chơi nó vui vẻ đó. Thế nên là chơi cái cách đấy là dễ và trường hợp cháy tài khoản thiên nhiên không ưu đãi được những cái bạn như thế đâu. Đó, cách chơi như thế đó. Và video hôm nay mình xin tạm dừng ở đây, mình để dành vốn để mai mình sẽ chơi, vì hôm nay là mình cảm thấy mình không ok. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.